chiều hôm nay thì chúng ta không có nhiều những hoạt động tấn công uh, chiến thuật của hai bên ngoài những cái vụ tấn công của phía nga ở sát chiến tuyến ví dụ như bộ quốc phòng nga cho biết họ tấn công bom FAB vào khu vực Kupian vào khu vực đóng quân khiến cho nga tổn thất tới 40 binh sĩ và những cái vụ như vậy thì khá nhiều mặc dù cái con số không phải lúc nào nó cũng như vậy nhưng mà diễn ra ở khắp nơi ở khu vực tỉnh Kharkov này và Sumy còn buổi sáng và tiếp tục kéo theo 24 giờ rồi, Nga đã ném bom FAB rất nhiều vào khu vực Zaporizhia và trung tâm thành phố. Sau khi mà họ đã cải thiện được cái tầm bắn của cái bom FAB tới 80 km và bây giờ cái thành phố quan trọng này đang trở thành cái mục tiêu tấn công của phía Nga. Rồi sau đó thì chúng ta đã nói về việc rất có khả năng với cái việc như vậy thì Nga sẽ tấn công rất nhiều vùng Nikopol một trong những cái vùng rất quan trọng ở phía bên kia bờ sông của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia tuy nhiên thì chiều nay nga bắt đầu tấn công quý vị ạ thế nhưng chỉ có điều rằng không phải bằng cái bom đấy mà bằng rất nhiều các loại uav nào đó rất là mới của họ đấy uav mà rất giống tên lửa mà rất giống bom mà cũng giống cả uav nữa có nghĩa là lai like rất nhiều các cái loại vũ khí uh, thử nghiệm để đánh vào cái, cái trận địa ukraine ở đây Tóm lại là phía nga đã cho ra mắt những loại vũ khí mới và nâng cấp những loại vũ khí cũ và những loại vũ khí rẻ rẻ kiểu này có khả năng sẽ thay đổi chiến cuộc và rất có khả năng thì vùng Zaporizhia sẽ trở thành một trong những cái mục tiêu sắp tới của phía nga cũng như là của Ukraine nữa. Bởi vì cái việc nga đánh vào phía bên kia Nikopol thì có nghĩa rằng họ đã phát hiện ra những cái sự tụ tập quân của Ukraine đông đảo hướng đó à, cho cái chiến trường có thể vượt sông sang Zaporizhia đúng không ạ? Mùa đông sắp tới rồi, rất có khả năng thì mặt nước đông cứng sẽ khiến cho hai bên có thể triển khai được những trận đánh qua sâu, biết đâu đó. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lại chiến trận Ulida. Úi giời ơi, chiều hôm nay thì có vẻ là vòng vây đã khép rất là chặt rồi, đúng không ạ? Vào ra đằng sau rồi và cắt đứt con đường cũng như là cái pháo đài ở đây rồi. Đây, chúng ta thấy pháo đài lớn nhất của cái nào đây. Đấy, như vậy là phía Nga đã chiếm được cái pháo đài của cái sườn quan trọng nhất của phía bên tay phải của phía ukraine đúng không ạ phía uleda Đấy, mà họ bên tay phải còn chúng ta thì là bên tay trái và đã cắt được cái con đường duy nhất là đường nhựa chạy lên cái thành đằng sau như vậy ukraine chỉ còn cái đường đất mà chúng chạy sát cái trận địa của phía nga rồi đúng không ạ như vậy thì với cái diễn biến là phía nga đã cắt được cả một cái điểm khá to như này trong chiều ngày hôm nay thì gần như số phận của uleda đã được an bài mặc dù ukraine chưa rút quân khỏi khu vực này hoàn toàn nhưng mà có lẽ rằng với diễn biến mới này cộng với việc là nga đẩy thêm trận địa ukraine vào sát thành thì ukraine sẽ phải rút quân đây là một diễn biến quá nhanh, đúng không ạ? Như vậy là gì? Như vậy là chúng ta thấy rằng là sau khi Nga tiến quân vào từ hướng này, tiếp xúc tới khu vực pháo đài và giao tranh diễn ra dữ dội ở đây. Ukraine nói rằng họ quyết tâm bảo vệ hai sườn, đúng không ạ? Thì phía Nga đã có vẻ như gấp phải cái sự kháng cự rất quyết liệt của Ukraine, cho nên là họ đã mở cái đợt tấn công lên hướng phía Bắc của thành Uleda và vào cái đường sau, uh, cái phía sau ở con đường dẫn từ Boholayenka tới Uleda đấy và đi qua cái pháo đài này và với cái việc đánh vào đằng sau như vậy cộng với lại các cái khu vực phía trước họ tiến quân phía dưới tiến quân phía đông tiến quân đúng không ạ và phía bên này đang giao tranh ác liệt cộng với lại họ đã chiếm nốt được cái phía trên này cho nên là đã có khả năng khiến cho quân Ukraina đã mất đi những cái uh, sự bấu víu vào những cái việc mà còn có thể giữ được cho nên là đã để cho nga chiếm những vị trí quan trọng và chiếm luôn cả cái phao đài rồi cắt con đường quan trọng nhất như vậy thì ukraine chỉ còn đường đất thôi và với việc còn đường đất thì họ sẽ tìm họ sẽ phải tính tới cái việc rút lui mà khả năng rút lui bây giờ cũng không còn thuận tiện nếu như mà nga thực sự đã chiếm được cái cao điểm cuối cùng của mỏ đá số 3, đúng không ạ chỗ này thì còn ngăn được ở đây nhưng mà trên này thì đã rất gần rồi như vậy là không chỉ nga không cần phải tiến lên phía trên mà họ đánh sang ngang này cũng có thể cắt cái đường về của Ukraine. Nhìn chung thì chúng ta thấy với cái bước tiến như thế này thì cái, uh, cái dường như là những ai ở trong thành Uleda mà không rút thì có nghĩa là họ sẽ phải ở lại đấy mãi mãi đúng không ạ. Không rút trong 24 giờ tới. Và chắc chắn là rút cũng sẽ rất khó khăn. Sẽ phải đi đường đất và đi lòng vòng như thế này như thế này. Đấy đại khái là như vậy như vậy thì thực sự trong 24 giờ ở đây nga đã tiến được những cái gì thứ nhất là chúng ta thấy một bước tấn công ở phía đông quá ngoạn mục đúng không ạ sau khi hôm qua họ đã tiến được cái vùng phía bên tây này ở đây thì hôm nay họ đã tiến vào chiếm được khu vực này và đã xâm nhập vào các khu vực nhà cao tầng Đấy, và đã chiếm được một loạt các cái dãy nhà trước rồi À, với việc là cái thành Uleda là một trong những cái thành nó rất khó đánh bởi vì là nó có khả năng chống tiếp cận cực kỳ tốt thì bây giờ nga đã tiếp cận vào trong khiến cho trận địa ở bên ngoài nó nó sẽ bị lung lay đúng không ạ à, thì cho thấy rằng là nga đã giải quyết được một cái gọi là một cái ẩn số quan trọng nhất khó nhất đấy, liên quan đến trận Uleda à, thứ hai nữa là Uleda này đã bị bao vây ý, ba mặt đúng không ạ và chỉ còn một tí nữa là có khả năng bị bốn mặt như vậy là rõ ràng là Ula không có khả năng kháng cự nữa. Thế còn uh, tiếp theo trong chiều nay chúng ta thấy nga chiếm đoạn này này và chiếm thêm cái đoạn này nữa trong chiều hôm nay. Còn uh, sáng cái này là sáng nay rồi, Đấy, sáng nay đây. Như vậy là trong 24 giờ thì phía nga đã chiếm được những đoạn rất quan trọng như thế này. Còn lại cái vùng xám thì rất xa, đúng không ạ? Rất xa lên tít phía trên cánh rừng áp sát tới khu vực trung tâm. Đấy vâng đến đây thì có thể nói rằng là trận đánh ukraine uleda đã được định đoạt đúng không ạ chỉ còn là bao giờ mà thôi thế còn chúng ta cũng trông chờ xem là cái việc nga nói rằng đã chiếm được cái khu vực còn lại này đã được hay chưa còn nếu như mà được thì đây cũng là một cái bước tiến nhỏ nhưng mà lại rất quan trọng của phía nga nữa ở hướng uleda đây là nơi gần nhất với lại cái thành gọi là luvozenka ở phía đằng sau mà chúng ta thường nhắc nó chính là cái thành cuối cùng mà ukraine có thể hành quân về vậy thì với diễn biến ngày hôm nay cho thấy rằng nga quyết tâm đánh buleda uh, chứ không còn gọi là à ơi ở cái khu vực này nữa đúng không ạ có lẽ là họ đã đánh để mà chuẩn bị một cái chiến thuật từ khu vực này nở hoa có lẽ là nở hoa chính là một trong những cái, cái chiến thuật rất thành công của phía nga trong thời gian vừa qua cho nên họ đã chọn cách tấn công từ khu vực giữa và đây chính là một tấn công rất hợp lý khi mà thành Velika Kurakovo sắp tới Nga sẽ phải đối mặt với những cái hệ thống thành trì rất kiên cố và chưa có sườn. Cho nên họ đã đánh từ khu vực giữa ra để tạo thêm cái sườn bao vây của Ukraine từ hai hướng đối với cái thành quan trọng. Đồng thời chọc thẳng vào khu vực Andripka sau này. Đúng không ạ? một chiến dịch có thể nói là rất hay, hợp lý và đã có những cái thành công ngay lập tức. Đó là Vuleda có thể sẽ trở thành thành quan trọng trong ba thành quan trọng rơi đầu tiên trong thời gian này do cái hiệu ứng đến từ thành Kurs đúng không ạ? Và tất nhiên là chúng ta đã có những cái chiến dịch rất là thành công của Nga ở Novo Horipka và Horipka rồi đúng không ạ? Nhưng mà dù sao thành Uleda cũng là một nơi tiền tuyến từ rất lâu rồi. Lên tới khu vực Kurakove, một cái hướng tự nhiên trở thành tâm điểm của cuộc chiến vùng biển Đông thì chúng ta không nhận được thông tin gì đáng kể từ khu vực này. Tuy nhiên buổi sáng nay chúng ta đã có Uh, việc Nga đã chiếm hoàn toàn được thành Zelene Dure Đấy, và họ đang khép góc xuống phía dưới gần như quân Ukraina bây giờ có lẽ đã di chuyển uh, đang tích cực đã đang đúng không ạ và sẽ di chuyển chỉ còn khoảng độ cũng trong vòng 12 tiếng đồng hồ nếu mà không di chuyển kịp thì họ cũng sẽ bị mắc kẹt ở lại và ở đây, đây vĩnh viễn ở dưới cũng đã tiến lên rồi, cũng áp sát rồi, ở ngã sông đông cũng xuống và ở trên cũng tiến tới, nhìn chung mọi tâm điểm đang dồn hết về khu vực này. Và chúng ta cũng đã nhắc nhiều tới cái kế hoạch của Nga để tấn công xuống bao vây toàn quân Ukraine ở bên phải, phía bắc của Bờ Sông, đúng không ạ? Một khu vực siêu to khổng lồ, bao gồm tới mười mấy thành cùng lúc, thành lớn nhỏ trong đó có cả thành phố như là hinix mà Nga đang công phá từ phía bắc còn ở hướng Hinik trở lên thì chúng ta có những cái dữ liệu như sau à, buổi trong 24 giờ qua sau khi nga chiếm được khu vực ngày hôm trước thì họ đã ào xuống chiếm được cái cánh rừng và cái đường tàu ở đây đúng không ạ đồng thời đẩy xa trận địa Ukraine về phía xa rồi ở hướng phía trên họ cũng tiến thẳng xuống phía nam một đoạn hàng km kiểm soát và áp sát vào uh, các cái dãy rừng sát với lại khu đô thị còn có nguồn tin sáng nay cho biết là nga đã vào khu phía bắc của thành rồi đúng không ạ, Đấy, còn ở phía nam thì họ chưa vào thành phía nam, tuy nhiên vùng xám đã đẩy tới sát và họ đã tiến vào cái khu vực mỏ đá ở phía dưới giao tranh đang diễn ra. còn vùng kiểm soát đã được phía nga thiết lập hầu hết các khu vực xung quanh từ hướng hynic, từ hướng ukraine và từ hướng bắc cũng như từ hướng tây bắc, nhìn chung là cái thành này đang bị bao vây từ ba hướng đến nơi. Tuy nhiên thì đây là một trong những thành cực kỳ quan trọng hướng về cái góc 45 độ về hướng Tây Nam. Cho nên chắc chắn rằng là Ukraine sẽ không dễ dàng gì buông cái thành này. Đặc biệt là cái thế trận của nó đến khi nào Nga phải phá vỡ được hai tuyến này rồi vượt qua đường sắt ở đây thì may chăng Ukraine mới rút quân. Còn đâu thì họ đang còn cái thế trận phòng thủ khá tốt. Đặc biệt là cái cụm uh, dân cư và nhà máy ở phía đằng phía tây của cái đường sắt, đúng không ạ, là một nơi có thể phòng thủ tốt. Ngã ba đường sắt cũng làm nơi phòng thủ tốt. Bên dưới thành này cũng đều có hai thành hình thành thế thủ tam giác rất là gọi là kiên cố. Còn về phía Nga thì đang có một cái sự tập trung cực kỳ cao độ liên quan tới cái cánh này, cho nên là hai bên sẽ đều có những cái uh, tính toán của riêng mình, đúng không ạ. Uh, chúng ta chỉ biết rằng Nga sẽ có quyết tâm và cố gắng bởi vì họ đang gần như thời gian không chờ đợi Nga. À, họ phải nhanh chóng giải quyết cái vấn đề này đúng lên đến, đến bờ hồ. Nếu không họ sẽ mất một cái cơ hội cực kỳ tốt khi mà trận địa Ukraine đang khá là hỗn loạn và cánh quân của họ đang rút lui liên tục ở hướng này. Đang ở cái thế snowball. Còn nếu không thì khả năng Nga sẽ bỏ rơi ở hướng dưới trong ngoặc kép để mà từ đây tiến ngược lên phía trên. Đúng không ạ? Mở gọng kìm lớn ở khu vực phía nam Selidove. Đấy, chắc chắn mục tiêu trên này thì quan trọng hơn nhiều về Vorok rồi Thế nhưng mà cái này thì trước sau làm đều được Nhưng mà cái dưới thì Nga chỉ có một cái khung thời gian như vậy thôi Và cũng không loại trừ, đúng không ạ? Không loại trừ là họ sẽ đồng thời xuất kích cả hai mũi công cùng lúc để tấn công vào Sukurine và Selidove Và đây cũng không loại trừ là Nga sẽ đánh theo kiểu biến dị, đúng không ạ? Là họ sẽ men theo đường tàu tấn công hẳn về phía đông để chặn đường phía đông của phía Ukraine Đấy tức là những cái này không đời nào chúng ta vẽ nhưng mà với cái kiểu tiến quân của Nga không biết đâu mà lực trong cái thời gian này. Ở phía bắc thì Nga chiếm được cái ngọn đồi này rồi nhưng mà chúng ta cũng không được cập nhật gì trong cái khu vực gọng kìm phía bắc của Selidove trong suốt thời gian vừa qua. Như vậy thì ở cái cánh phía nam của Porok chúng ta thấy có ba mặt trận đúng không ạ? Một cái mặt trận ở khu vực phía bắc của Selidove khu vực giữa Selenove và Tusurine và khu vực còn lại là khu vực phía giữa của Tusugere và Henix và tất nhiên cái phần thứ tư là cái phần bờ sông nơi mà Nga cũng đang rất thành công với việc chiếm được thành Jelani Dure trong ngày hôm nay. Với việc là có bốn hướng như thế này thì thực sự là cũng rất khó để cho Ukraine biết được Nga sẽ tập trung đánh hướng nào mà đánh hướng nào cũng đều rất nguy hiểm tuy nhiên tôi nghĩ rằng một trong những cái diễn biến mà mang tính chất thay đổi chiến cuộc ở đây chính là việc nga đã chiếm được cái đường tàu buổi sáng ngày hôm nay đúng không ạ và cái cao điểm ngay đằng sau nó cái điều này tạo cho vô vàn những cái lợi thế để mà đánh vào cái gì cũng được trong thời gian tới phía dưới thì đường sắt cũng đã mất rồi và gọng kìm phía dưới cũng đã bị phía nga gọi là chiếm rồi như vậy thì cái thành này nó chỉ là vấn đề là nga có đủ sức để đánh xong, uh, xuyên qua hay không còn mọi cái điều kiện gần như đã hội tụ đủ ở trên hướng trên thì chúng ta có những thông tin về việc là nga đã chiếm hoàn toàn krasnija cái thành còn lại ở đây ép sát vào khu vực phía mykoleka từ hướng đông và thành mykoleka đã chuyển từ xanh sang vàng vào sáng ngày hôm nay còn ở khu vực phía tít tận torek thì không có thông tin gì đáng kể và những cái diễn biến trông nó rất là chéo ngoe đúng không ạ nó... <laughs> nó mình đây gọi là thế trận trào cờ của phía nga đúng không, quý vị Đấy, ba kiểu chào cờ này. Đấy, nó vẫn gọi là vẫn như vậy, chưa có gì thay đổi gì trong suốt 48 giờ rồi. Tất nhiên là chỗ này chắc chắn nhanh chóng thôi vào tuần mới rồi. Sẽ có những cái diễn biến lớn ở khu vực đó. À, giao tranh rất dữ dội ở khu vực Chasovia. Có vẻ Ukraine đã mang một lượng quân khổng lồ đến khu vực này. Và họ đang giao chiến rất kịch liệt với Nga, đặc biệt ở khu vực Kaliningrad. Ở đây có vẻ như là họ đang muốn đẩy bật hoàn toàn cái cụm, Uh, cứ điểm mà Nga đã vượt qua bờ sông ở khu vực phía Bắc này uhm, và với cái sức tập trung đông như vậy chúng ta cũng chưa biết được nga có thể thủ được hay không bởi vì gọng kim của họ còn quá bé và đằng sau họ là cái lưng họ là cái dòng sông rồi cho nên rất khó để có thể thủ dù sao đi nữa thì nga đang rất thành công trong việc là đã kéo một lực lượng rất đông đảo quân ukraine tới đây đúng không ạ còn cái trận tra xốp nha này thực sự thì nó cũng không phải là quá khẩn cấp nhiệm vụ của nó là nhiệm vụ tạo ra một chiến trường cực kỳ năng động cực kỳ ác liệt ở khu vực đây và vây hãm quân đúng không ạ kéo quân vây hãm một trong những diễn biến mà chúng tôi chờ đợi từ rất lâu mà, mà chúng tôi cần bản đồ cho cái diễn biến này bình thường là tôi thuộc hết đấy quý vị ạ chỉ nghe qua thôi nhưng mà nhiều lúc là nó nhiều diễn biến quá mình phải tham chiếu một tí đây là cái khu vực vasio lukipka không có bản đồ chỉ có dữ liệu thôi như vậy là phía nga đã có đợt tấn công thăm dò về hướng vasio kipka một cái hướng mà chúng ta nhìn thấy là nó là cái sườn phía tây của sivec đúng không ạ và nó hướng tới liman đấy chúng ta nhìn thấy cái hướng này hướng tới liman ở phía trên này còn cái hướng này thì hướng tới slovian này còn hướng này tiến tới si Civex cho nên cái gì mà nó giữa hai cái hướng lớn này là cái nó rất là quan trọng đúng không ạ nhưng mà tuy nhiên thì đây mới là cái đợt thăm dò và là một khoảng thời gian đã phải đến 4 năm tháng rồi chưa có động binh thì bây giờ nga động binh ở hướng này cũng là một cái nó rất thú vị để chúng ta có thể nhìn thấy hướng trực chỉ của nó là hướng về cái khu vực đây đúng không ạ Đấy, khu vực trung tâm chia đôi cái chiến tuyến Sivac và Slovian ra, tức là nằm giữa khe uh, trận địa số 1 và số 2, lọt khe ở giữa, Đấy, hướng tới khu vực Liman. À, để chúng ta nhìn thấy rằng là tại sao khu vực này tại thời điểm này nó có ý nghĩa. À, vì nga đang tiến ở khu vực này đang tiến khu vực này mặc dù chỗ này họ vừa bị ukraine chơi vẹt đi cái mỏm rồi nhưng mà đây họ đang tiến ở đây họ cũng chắc chắn sẽ tiến trở lại ở đây họ đang tiến đúng không quý vị và cái chiến dịch ở vùng nevsky makipka họ của nga đang oánh rất ác liệt thì như vậy cái này nó hướng lên cái khu vực đó đấy nó hướng lên về cái vector thôi nhưng động thái này cho thấy rằng phía Nga đang muốn mở một thứ mà tôi phải nói rằng về mặt chiến địa thôi nhé. Tôi không biết là bên nào bên nào nhưng mà về mặt chiến địa thì đây là một nơi mà Nga muốn tiến nhất đúng không ạ? Đấy, nó đây là một nơi mà như thế này này. Họ sẽ tiến như thế này để đồng thời uy hiếp sát vào Sivak, Slovian, Liman, Kramatov, Chasovya. Đúng không ạ? Đồng thời luôn. bốn năm thành cùng lúc. Và đây cũng là hướng mà nó tĩnh nhất trong toàn bộ hướng trong suốt thời gian vừa qua. Cho nên với sự gọi là kích động, kích hoạt trở lại, chuyển động trở lại. Mà kích hoạt chuyển động ra gọi là kích động đấy. Thì cho thấy rằng là phía Nga đang có một cái ý đồ nào đó. Và bây giờ thì có thể nói là một thời điểm rất là đẹp cho cái việc này. Nếu đánh được như vậy, trận địa của Nga, Sivik nó rất là nhàn. Và chúng ta để ý vào đây thì thấy rằng là cơ bản ở đây cái khu vực giữa này thì nó lại không có phòng thủ lớn bằng hai khu vực hai cánh, đúng không ạ? Cho nên là nếu như Nga mà phát hiện ra cái sự sơ hở của cái này họ tiến tới cái bờ sông này. Đấy, họ cắt cái đường pháo thôi, cắt cái hỏa lực của Ukraine ở cái khu vực đó thì chắc chắn là sẽ làm cho cả trận địa Ukraine bên trái, bên phải, đường tiếp viện, đúng không ạ? Đều bị suy yếu, có thể nói là một cái mũi tấn công trong mơ nhưng mà chắc là sẽ rất khó. Nhưng nó dễ hơn hai bên rất nhiều quý vị ạ. Còn chỗ này thì đương nhiên là nó là khó rồi. Lên khu vực phía trên thì chúng ta có cái mũi tấn công này của phía Nga đòi lại khu vực hôm qua. Nhưng mà cũng đã diễn ra 36 giờ rồi. Còn sau khi Nga đã chiếm toàn bộ thành Nevsky thì họ đã chiếm nốt cái giải đất ở giữa này. Tuy nhiên hôm nay vẫn có dấu hiệu giao tranh lẹt đẹp, đẹp ở đâu đó ở khu vực đây, có khả năng Ukraine vẫn còn quân dắt lại hoặc là họ vẫn phủ được trong này. Tuy nhiên chiều nay chúng ta đã bắt đầu thấy Nga tiến xuống phía dưới rồi, họ đã di chuyển xuống khoảng gần 1 km trên một cái giải đất 2 km thẳng xuống khu vực phía bắc của Nososadove. Như vậy là chúng ta đã thấy là cái ý đồ của phía Nga đúng không ạ? Chắc chắn là mũi công trở lại sẽ quay trở lại trong ngày mai rồi họ sẽ đánh dọc theo bờ sông để hướng tới khu vực Toske đúng không ạ? Toske sẽ nối với lại cái trận địa mà chúng ta vừa nói ở bên dưới đây. Đấy. à Vasio Kipka lên trên đúng không ạ? Rất hay. Một cái lòng chảo quá tuyệt vời của phía Nga. Còn ở phía trên thì chúng ta đã để ý rằng là buổi sáng nay thì Nga đã có thêm một cái mũi tấn công nhỏ nhỏ ở đây nữa đấy. Uh, và ở đây như vậy là đã liên tục trong ba mươi sáu giờ ba mũi tấn công hai to một nhỏ và ukraine cũng liên miên phản công ở đây quý vị nhé nhưng mà tất cả những đợt phản công của họ không hiểu tại sao ở đây đều thất bại thông thường với cái kiểu vào trận địa chơi lover của nga như này ukraine dễ cắt lại những cái gì đó nhưng mà lần này họ đã không phản được không phản được và vẫn tiếp tục nga tiến thêm với việc nga tiến thêm như thế này thì chúng ta thấy mục tiêu của họ chính là thành lozova đúng không ạ lozova sắp tới mặc dù cái này thì ai cũng biết rồi thế nhưng lozova là cái trung tâm hậu cần cho toàn khu vực này nhưng mà điều này với việc nga tiến như này một ca không đỡ được thì tôi cảm giác rằng một sáng nào thức dậy chúng ta sẽ thấy đoạn này sẽ của ukraine sẽ tự động bay mất đúng không ạ bay màu đấy và ba mũi của nga sẽ tấn công ép vào lozova. đấy, từ hướng này hướng này hướng này ba hướng vào đây để hình thành một cái gọng kìm một cái bàn đạp lớn ở đây tấn tấn công vào bờ sông và các khu vực trên dưới đúng không ạ? phía trên thì cũng tương tự như vậy luôn còn ở lên tận khắc cốp thì chúng ta có mũi tấn công của Ukraine trong chiều nay vào hướng Lipsy tuy nhiên Hiboke tuy nhiên thì đã bị pháo và UAV của phe Nga chặn được cho nên là họ đã tổn thất hết xe cộ và họ rút về lên trên khu vực uh, diễn biến của vùng Kurs thì hôm nay chúng ta cũng có bắt đầu có những cái dữ liệu mới. Thứ nhất là dữ liệu liên quan tới việc uh, Ukraine uh, đã, à phía Nga đã tấn công vào Maylovka. Như vậy thì với việc Nga tấn công vào đây, có khả năng là Ukraine đã làm chủ hoàn toàn ở cái thị trấn này, đúng không ạ? Thì như vậy chúng ta thấy là những cái điểm dắt lại của phía Nga trong cái... Uh, gọi là mình gọi là cái trận tuyến vòng cung của phía Ukraine ở đây từ hướng này cho tới hướng tít xuống phía bên dưới. Còn phía bên tay trái thì phía Nga lại có một vài những thành công ở hướng Korerovo, đấy, xung quanh đây. Và như vậy thì cái việc mà bao vây của Nga hoặc Ukraine thì nó đang thuận cho phía Nga ở đây. Nhưng mà với việc Ukraine, Nga mất cái khu vực này thì ở hướng này có vẻ như Ukraine lại thuận hơn, đúng không ạ? Đấy, còn ở hướng phía bên uh, tay dưới cùng đây thì bước tiến của phía nga khá lớn từ thành uh, poki và ở phía trên hướng về phía plenoco và vùng xám đã đẩy ra đây sát tới biên giới ở phía dưới này hôm trước thì chúng ta có việc là sau khi nga chiếm được poki thì họ đã ập đến Plenoko để tấn công vào luôn nhưng sau đó đã bị phía ukraine chặn đứng bởi vì thành này rất quan trọng cho nên là phía nga đã rút về rồi lần này thì họ đã mở rộng trận địa một cách nó từ từ đúng không ạ hệ thống đấy còn hôm trước là kiểu như là tiện tay dắt dê truy kích và nghĩ rằng ukraine sẽ bỏ thành này để chạy qua sông bên kia nhưng mà không ngờ ukraine đã phản kháng rất dữ dội và khiến cho nga à, phải rút quân Vị trí này thì chúng ta cũng nói nhiều đúng không ạ? Nó là nằm bên bờ sông rất thuận lợi cho phía nga và rất bất lợi cho phía ukraine. Thế nhưng mà ukraine vẫn giữ bằng được cái khu vực này để bảo vệ không cho nga cắt cái mỏm của họ ở cái vùng sumy ở đây sang để sau này tập kích vào sườn của họ. Như vậy đây là một diễn biến khá thú vị khi lần đầu tiên phía nga đã có những cái bước tấn công hơi to to ở cái hướng cánh bên tay phải, đúng không ạ? còn uh, cánh khu vực trung tâm lợi thế về ukraine cánh tây bắc lợi thế về nga cánh khu vực uh, nga phản công không có thay đổi gì trong suốt 3 ngày này rồi sau khi nga tiến sát selidov asvdi copco à, như vậy thì có khả năng ukraine đã bình ổn được tuyến này và họ đã đẩy giãn trận địa của phía nga về khu vực phía bờ sông đúng không ạ Đấy là tôi dự đoán thôi bởi vì những cái nơi nào ấy mà nó rất nhạy cảm ấy thì một là Nga phải chiếm luôn. Còn nếu không thì chúng ta không nhìn thay đổi trong bản đồ có khả năng là họ sẽ bị đánh vẹt cái 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 mũi mà tiếp giáp với cái trận địa ấy đi. Vâng, tất nhiên là dự đoán thôi. Thế còn chiều hôm nay thì chúng ta có một cái bước tiến của Ukraine nữa. Đấy là họ đã quay trở lại vùng uh, Kuresovo và đánh vào uh, Seveloe. Đấy. Họ khuét thêm vài trăm mét và bây giờ thì đã tiến xa hơn vào rồi ở cái hướng cánh bên tay phải. À, như vậy thì rõ ràng Ukraine vẫn chưa từ bỏ, đúng không ạ? Chưa từ bỏ cái Vsevolov và cái khu vực kosovo à, Nếu mà chúng ta chiếu vào những cái lời nói của ông Zelensky trong kế hoạch chiến thắng của ông ấy, ông ấy nói rằng là là Ukraine được quyền để tiếp tục cái cuộc tấn công ở vùng Kursk. Đấy, đấy là một trong yếu tố rất là quan trọng. Điều này cho thấy rằng Ukraine sẽ tiếp tục cái chiến dịch của mình ở đây. Đúng không ạ? Tiếp tục đưa quân vào. Mặc dù cái tổn thất của họ là rất lớn. Và với cái việc mà họ tiếp tục giao tranh với Nga ác liệt ở trên cái góc này này không chịu từ bỏ góc này này và tiếp tục uh, gọi là đẩy quân lên để hướng về đây để đánh bằng được khu vực này và khu vực này thì cho thấy Ukraine vẫn còn tiếp tục nuôi mộng tiến về khu vực phía đông bắc đúng không ạ? Đấy ở cái khu vực này sau khi mà họ được giải phóng một lượng quân bao vây ở cái thành này họ có thể quay trở lại đánh bật Nga ở đây đi. Đấy, hoặc là đưa về ở đây để đánh mở rộng trận địa ở đây cũng có thể là sốc tới khu vực phía đông bắc luôn đúng không ạ vì dù sao ở đây thì quân lực của Ukraine rất mạnh Đấy, vẫn còn rất mạnh ở xung quanh khu vực này tuần qua thì chúng ta đã có dữ liệu về cái tổn thất siêu to khổng lồ của Ukraine ở khu vực phía bắc này rồi đúng không ạ chúng tôi xin đọc lại để nhiều quý vị nếu mà chúng ta không theo dõi để nắm được cái dữ liệu tổn thất của vùng biên giới Kursk theo thông tin dẫn tiêu đề, thì tổn thất của Ukraine đã vượt và qua cái tổn thất của vụ tổng phản công năm ngoái ở rabutine trong đó thì đã có hơn 1.000 trang thiết bị vũ khí, hơn 1.000 trong đó thông tin từ phía Ukraine nhé, thì là hơn 1.000 vụ trang thiết bị vũ khí hạng nặng, 50 xe tăng, 12 Hima, còn thông tin từ phía Nga thì có 16.000 binh sĩ đúng không ạ? Đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. 126 xe tăng, 57 xe bọc thép chiến đấu hạng nặng, 95 xe bọc thép chiến đấu các loại khác, 795 xe bọc thép chiến đấu bộ binh khác, 492 các loại xe khác, 124 pháo, 29 phản lực, pháo phản lực và 8 cộng 16 14 Hima. Đấy như vậy là tổn thất về về nhân lực thì không lớn nhưng mà không quá lớn nhưng thực ra rất lớn bởi vì chiến dịch nó mới thôi đúng không ạ nhưng mà về trang thiết bị vũ khí thì chúng ta thấy thực sự là tốc độ tiêu hao này nó còn hơn cả năm một cái 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 tốc độ của quý vị nhá đúng không ạ còn tổng số thì tôi không có dữ liệu để và không nhớ được dữ liệu chúng ta so sánh nhưng mà chúng ta chỉ biết rằng là cái tốc độ và cái con số cuối đều rất khủng khiếp đúng không ạ? Cộng vững con số này vào thì bây giờ nó là 1000 phải là 1500 rồi. Đúng không ạ? Nó phải là 1500 nếu tính cả pháo ấy thì là phải 1500 các loại trang thiết bị vũ khí hạng nặng. Vâng thì chắc chắn nó sẽ vượt qua con số cuộc tổng hoàn công của Canada trong một tháng trước đúng không ạ vào một tháng của năm ngoái tức là tương đương với lại chu kỳ của năm ngoái còn nếu trong tính cả tổng thì chắc là nó không nó không bằng như vậy là chúng ta có những cái dữ liệu ở chiến trường trong ngày hôm nay chúng ta có cũng có những cái thông tin rất là quan trọng liên quan tới chiến cuộc và đặc biệt xung quanh kế hoạch chiến thắng và chuyến đi thăm của ông Zelensky tới Mỹ đúng không ạ